đi thăm người quen vào một ngày tuyết ngập trời, đang là tuyết nha mấy bạn. Và vậy mình đi qua cái là một cái thị trấn Saint Clairville thăm người thân, nhưng mà nó tuyết vậy nè. Đây là cái thị trấn nhỏ thôi mấy bạn. Chắc đi tới nhà người ta xong rồi ngồi nói chuyện là đi về thôi chứ không có đi chơi đâu. Tuyết như thế này thì trắng xóa hết mà.
đúng rồi mấy bạn. Này thì cái nước ở nhà với lại trời.